là 60% những người Việt trẻ muốn đi du học. Và một trong hai cái khó khăn của các bạn đó là khó khăn đầu tiên đó là các bạn thiếu về thông tin. Các bạn không biết là làm thế nào để được đi du học, chọn trường như thế nào, rồi thông tin về các khóa học, nên học ngành gì. Và cái rào cản thứ hai của các bạn đó là cái khó khăn về tài chính, bởi vì chi phí ở nước ngoài, cái tiền học phí quá cao và chi phí ăn ở cũng rất là đắt. Ở Canada với lại Úc á, thì cũng không khác gì nhau mấy. Nếu mà tính đây thì chỉ có khác về phần tiếng Anh, là tiếng Anh của Canada là tiếng Anh của người Anh, còn tiếng Anh ở bên Úc đó là tiếng Anh của người Úc, thì hai cái giọng nó có một số từ nó khác nhau. Thì cái cách mà thầy Phương người ta sắp xếp nó sẽ giúp cho bạn giải quyết vấn đề, đi từng bước để bạn giải quyết được vấn đề và bạn sẽ đi vừa dễ vừa rất khó. Thì mình chỉ cần làm theo cái guideline của thầy Phương thì mình sẽ làm được. Còn cái khó khăn đó, thì trong cái thật ra mỗi bạn, các bạn sẽ chọn một cái ngành học riêng của mình, thì mỗi ngành học thì nó sẽ khác nhau. Thì cái khó khăn mà mình thấy là lớn nhất khi mà đi học lúc đó là tiếng Anh thì cũng có một cái rào cản ngôn ngữ, nhưng mà có một cái còn khó hơn cả ngôn ngữ, đó là cái khả năng tư duy của trong cái ngành của mình thì nó đòi hỏi cái khả năng tư duy chủ tịch rất là nhiều, thì mình phải học toán. Thì cái này thì thực sự nó rất là khó, nên là các bạn cũng phải lưu ý là khi mình học thì mình nên chọn cái ngành nó phù hợp với mình, bởi vì thực sự là mình chuẩn bị rất là nhiều kiến thức trước khi mình đi du học. Nhưng mà thực sự thấy các người ở Việt Nam thì nó không có nhập nhòm gì so với những người.